Hầu cái cuối chân thì chú chuyện này cô chỉ xử lý là nó sẽ như thế này, mình đang thuận từ qua đường miền như có một mảng nhà này, qua đó chăm mấy sinh nhà luôn mà mình là ba. Hầu cái đi khá đó cho nó đâu thì mà cha bảo nó cho nó cái chân này mà rồi cho nó pass này ra rồi là bị đó má béo sụt ra đấy, trắng sụt ra ra đấy, cho nó anh ấy tao má đi đâu bảo nó miền miền anh ấy lâu ngày lâu cái này là miền miền như có một mảng này đó cũng má cho nó đâu thứ thứ tiên cho nó foreign này nó đuổi ra cả cha luôn xin thì khá lên nên bà bảo nó béo luôn ya hả cho nó đâu đi English à bọn nó anh ấy mà mình đoạn English à season lấy ở lâu bê bút đoạn biểu đấy bọn nó mà nên ra cái biểu là solution nó đi cho nó ra English à mình ấy chuyên chuyển này nên sẽ để thu cho này English à con bài này này mình mình như có một mà đi mình ấy xí vào đấy tôi đó là cho nó nên là rồi bọn nó cho nó lần lần mình là trong số thả ra là mình ấy khá ra rồi để cho nó lấy lâu bê trên này sẽ nói xí rồi đó là chào vào vì sau đó khu đó cho nó chú ra bây giờ ở trên xe bê bút đoạn sát đến giáo sĩ là cái bị bỏ vậy nó sau đó cho nó ấy thì qua mà sau này cho nó chapter sáu cũng nên là cho nó tìm ra bây giờ mà phía bài đấy English à bỏ nó đặc biệt mấy thứ thứ cha cha bây giờ nó chapter one bỏ nó chapter one cho nó thì basic speaking pattern so bây giờ mà chapter one cho nó khu xa bây giờ mấy sẽ bị đẹp bỏ nó đặc biệt mấy khu thì mà đó cho nó lesson này bà mà không thiếu chapter one nếu mấy sẽ bị bây giờ mà cháu nhà lên cho nó thì bà đi bà mẹ sẽ ra cháu nhà lưu cho nó nên nè bây giờ bây giờ mà phía bà đấy chapter cả đó 1 to 10 thì chỉ để bỏ nó cho nó script để cho nó trở lại dòng chú ra sử dụng bây giờ mà sau khi sử dụng thả để bỏ nó trở lại dòng là lời cụ yếu xem bây giờ tông đây cho nó chú ra bây giờ tìm ra bị thả đấy thì chapter sẽ cũng mà solution khu thì bây giờ mà chapter 1 basic speaking pattern mà solution cho nó chapter 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 này 1.6 thì cho nó đó chapter lý đấy cho nó tùy mà phía bà đấy sau đó thì hòa bỏ nó thì chapter tất cả bà lo alo mio khoe li lo bia le solo shin di chapter 1 basic speaking pattern ga a ne thong mula dan ne a le dan a che gan shi tha de nyam nyin yu ko mon ma re ni ne lo yin tu shin bo no lo yin tu shin le ne le ku yu shin ne pattern li de o tino tin sat pe tha da phit par de solo jin na ga english sa ne ne a ne de lu de english sa a mya yi le ma le la chin u da ba me le foreigner ni ne 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 ba ba pyo pi lo ma nên nếu bà bà lâu tiền lồng lâu bị sụt ra từ ngày trên này đó cả rồi thì chapter one cả đó ở đây luôn nhiều mấy mấy anh ấy như có món mà để đó đó phía mà bà rồi đó là chapter one mà nó cho nên chapter two anh ấy bị đó mà chapter ten thì cả đó nên nếu lấy bộ bị đó mà sau thuê qua để bán lên để xem mấy nên nếu cái lồng áp tiền khác qua để bán lên để xem mấy nên nếu lấy bộ bị đó xem miền bỏ nó xem miền đó là mà hậu bỏ nên nếu sau bộ lý là trên này từ ngày trên này đó cả đó chapter two anh ấy bị đó mà trang thì hôm mà cho nó trên sắp bị thả rạp chế bà đấy tôi rồi là đi cho nó biểu cái lúc bọn nó mù là anh lấy sẵn nên anh ấy lưu để đoạn nên bà bà lâu lý là nhé lâu lâu bị lô dù xa thả ra dùng chí thả ra tầng trên này đó thì chapter 1 basic speaking pattern này tôi là chapter khuê lý bọn nó 1.1 này 1.6 thì hôm mà lý là ngoài nó xem bây giờ thêm mà đấy script ra cho nó chú ra bàn ra dì thả ra bọn nó chú ra bàn ra thì sắp hồi sử dụng thả là bà đấy sau đó thả lưu cho nó mấy sạp bây giờ nào mà đó cho nó đi bài đi bàm lên rồi cho nó chào nó when chào nó start recording when chapter 1 colon basic speaking patterns basic speaking pattern bàm ấy đó là chapter 1 mà nó 1.1 greetings 1.1 greeting nó sẽ đọc nó 1.2 asking about symptoms asking about symptoms bà nó lạc nà đi yoga lạc nà đi chào nè nè bà bà mê mẹ tì khóng mê 1.3 body positioning body positioning ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေအထားလေးဟိုဘက်လက်ဒီဘက်လက်မှောက်ပလန်လန်ထိုင်ဘာညာကွေးကွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြပေးသွားမယ်1.4 asking about pressure ဒါက asking about pressure ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ပေါ့နော်အပြင်းပြော့မေးတဲ့ဟိုခန္ဓာလေးဖြစ်ပါတယ် 1.5 requesting to massage ဒါကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုဥစားနှိပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုဥစား request လောက်တာပေါ့တကယ်တော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်နဲ့မှားနေတာပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဟို asking permission ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဒါ asking permission ဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒါကတော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်နောက်ကြရင်ပြန်ပြင်လိုက်မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါကတော့ဥစ္စာပေါ့ asking ဥစ္စာ permission to massage ပေါ့เนาะနှိပ်ဖို့အတွက်ကို permit ခွင့်တောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะ 1.6 finishing up finishing up ဒါကတော့အဆုံးသတ်တာပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် chapter 1မှာပါမယ်အခန်းအခွဲလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လူတူရှင်းလေးတွေအများကြီးလည်းမဟုတ်ဘူး3လ5ချောင်းလောက်ကိုမှတ်သားလွယ်ကူအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် When chapter 2 colon first visit chapter 2 first visit ပေါ့เนาะဒါပထမဦးဆုံးရောက်ရှိတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပါးပါးပြောဆိုတိခောက်ကြည့်တဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါ chapter 2ပါ chapter 3 colon stiffness and fatigue
chapter 3 stiffness and fatty ဒါတော့ကျွန်တော်တောင့်တင်းတာနဲ့ဒါ fatty ဆိုတာတော့ဟိုပါဘောเนาะ fatty ပုတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာမဟုတ်เนาะဒီ fatty ဆိုတာဒီကုလုံးညောင်းညာကြိုက်ခဲပင်မနှွမ်းနေနေရာကို fatty လို့ခေါ်တယ်เนาะ chapter 4 lower back pain ဒါတော့ခါနာတာပါ chapter 4 lower back pain chapter 5 frozen shoulder ဒါ frozen shoulder လက်ကတ်တာပါ chapter 6 piriformis syndrome ဒါတော့တင်မခွာကျောညက်တာပါเนาะ piriformis syndrome ပါ chapter 7 cramp cramp ပါเนาะ leg cramp ဒီကတော့ leg cramp ဖြစ်မယ်เนาะဆိုတော့ဒါကဟိုပါပေါ့ဟိုဒီဒီဒီဟိုခြေထောက်ကြွက်တတ်တာเนาะ chapter 8 knee pain ဒါတော့ဒူးနာတဲ့အကြောင်းပါ chapter 8 chapter 9 advising after the massage advising after the massage အနှိမ့်နှိမ့်ပြီးတဲ့ခါကျရင်နည်းနည်းပါပါအော်လူချိန်အောင်အကြံဉာဏ်လေးပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะစကားပြောနည်းနည်းပါပါပြောတဲ့ဟာလေးပါ chapter 10 useful vocabularies ဒါတော့ useful vocabulary ပေါ့เนาะဒါvocabulary လေးတွေအသုံးဝင်မဲ့အသုံးတည့်မဲ့မှတ်သားလို့အဆင်ပြေမဲ့ပေါ့နော်ကိုမှတ်သားဖို့တင့်တော်တဲ့ vocabulary လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော် chapter 10မှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမဲ့အနှိမ့်သမားများအတွက်ဒီပါပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ပေါ့နော်အနှိမ့်သမားများအတွက်အင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ chapter 1 main set ကလေးဖြစ်ပါတယ် chapter 1 main set ဆိုတော့ဒါ chapter တွေအားလုံးတော့ပါတာပေါ့ဗျာသို့တော်လည်းဒီ chapter 1ကိုတော့အဓိကထားတာပေါ့နော်ဒီ file ကတော့ဒါပေမဲ့တခြား chapter 2ကနေတန်းတီဘာတွေပါမလဲဆိုတာလည်းတခါတည်းမိတ်ဆက်ပေးပြီးသားဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ now ဟာ chapter တွေမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပြီးတော့မှဟာလေးသေချာလေ့လာအတူတူလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော် okay ကျေးဇူးပါများနော်